Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của Điều Hòa Phúc Khánh. Ngày hôm nay, Điều Hòa Phúc Khánh xin được giới thiệu với các bạn một chiếc máy điều hòa đến từ thương hiệu Nagakawa. Máy điều hòa Nagakawa 9000 BTU một chiều có mã sản phẩm là LS-C09R2H06. Sản phẩm này thì được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia, được bảo hành toàn bộ máy lên tới 24 tháng. Sau đây, điện máy Phúc Khánh xin được mời các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu về thiết kế cũng như là các tính năng công nghệ nổi bật của chiếc máy điều hòa này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn tổng quan thiết kế của máy ạ. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, máy điều hòa Nagakawa LS-C09R2H06 có thiết kế đơn giản nhưng mà cũng không kém phần thanh lịch, đúng không ạ? Cái tông màu trắng trang nhã giúp các bạn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Trên dàn lạnh của máy thì được trang bị màn hình LED hiển thị, giúp chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh và quan sát nhiệt độ của máy ngay cả khi vào ban đêm. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng chiếc đèn này thay cho một chiếc đèn ngủ. Tuy nhiên, nếu mà nó gây khó chịu cho các bạn khi ngủ thì chúng ta cũng có thể tắt cái đèn này đi bằng một nút nhấn trên điều khiển. Với công suất làm lạnh là 9000 BTU, máy điều hòa Nagakawa LS-C09R2H06 sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho các căn phòng có diện tích dưới 15m2 như là phòng ngủ hoặc là phòng làm việc. Chiếc điều hòa này thì được Nagakawa trang bị cho công nghệ làm lạnh nhanh turbo. Khi các bạn kích hoạt chức năng này thì máy nén cũng như cái quạt dàn lạnh của máy điều hòa Nagakawa sẽ được vận hành với công suất tối đa, nhờ đó mà sẽ giúp làm lạnh nhanh căn phòng. Bạn sẽ không cần phải quá lo lắng mỗi khi có khách đến chơi nhà đột xuất hay là muốn làm mát căn phòng ngay khi chúng ta bước chân vào. Cái cánh đảo gió của máy thì có thể điều chỉnh lên xuống bằng điều khiển đấy. Đây, cái hướng gió mà lên xuống thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng điều khiển. Tuy nhiên, nếu mà các bạn muốn điều chỉnh hướng gió sang trái hoặc sang phải thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh bằng tay. Đấy, có một cái cá gạt đấy, các bạn nhìn thấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ điều chỉnh bằng tay. Đấy. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phía bên mặt đằng sau của tấm mặt nạ này. Chúng ta sẽ nhấc tấm mặt nạ của máy ra. Đấy. Đằng sau của tấm mặt nạ này thì đó chính là lưới lọc bụi thô của máy. Đấy. Các bạn có nhìn thấy điều hòa Nagakawa được trang bị cái lưới lọc bụi thô này với các mắt lưới siêu nhỏ đấy. Đấy. Sẽ giúp là lọc lại các bụi bẩn có trong không khí này, giữ cho cái dàn tản nhiệt này nó sạch sẽ, để giúp máy hoạt động hiệu quả hơn. Thì theo khuyến nghị của nhà sản xuất, chúng ta nên bảo dưỡng và vệ sinh cái lưới lọc bụi này khoảng tầm 2-3 tuần một lần. Cái này chúng ta hoàn toàn làm ở nhà được mà không cần phải gọi thợ. Bên tay phải mà chúng ta nhìn vào khi mà đặt mặt nạ lên thì nó chính là nút auto. Đấy, nút này dùng để tắt bật máy trong trường hợp mà điều khiển chúng ta bị hư hoặc là thất lạc. Đấy, rất là tiện lợi. Chiếc máy điều hòa Nagakawa này thì được trang bị cho một chất lạnh thế hệ mới nhất, ga R32. Đấy. Ga R32 này thì sẽ có rất là nhiều các ưu điểm nổi bật như là giúp làm lạnh nhanh hơn này, tiết kiệm điện năng hơn, an toàn với người sử dụng và rất là thân thiện với môi trường. Và cục lóng gọi như thế, cục lóng của máy điều hòa Nagakawa LS-C09L2H06 thì thiết kế rất là nhỏ gọn, đúng không ạ? Giúp chúng ta dễ dàng lắp đặt, đấy, chịu được lắng mưa, rất là tiện lợi. Cái lồng bảo vệ của cái cánh quạt các bạn nhìn thấy được thiết kế là hình tròn giống như một cái cánh quạt. Điều này sẽ giúp là cái khí nóng được phân bổ ra tốt hơn, giúp máy giải nhiệt nhanh hơn. Đấy. Chiếc máy điều hòa này thì có một tính năng mà mình rất là thích, đó chính là cái tính năng là tự động khởi động lại sau khi có điện. Có khi mà máy đang hoạt động mà xảy ra sự cố mất điện đột ngột thì máy sẽ tự động ghi nhớ các chế độ nhiệt độ và cái hướng gió chẳng hạn. Đấy, sau đó thì máy khi mà có điện trở lại, máy sẽ tự động thiết lập lại các thông số đó mà không cần đến sự can thiệp của người sử dụng. Rất là tiện lợi. Về cái dàn tản nhiệt của cục lóng, dàn tản nhiệt của cục lóng của máy điều hòa Nagakawa thì được trang bị dàn tản nhiệt bằng đồng 100% các bạn nhé. Điều này sẽ giúp cho máy gia tăng khả năng trao đổi nhiệt này, giúp làm lạnh nhanh hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Cái cánh tản nhiệt thì cũng được phủ một lớp blue film chống ăn mòn, hạn chế sự ăn mòn của các tác nhân thời tiết, rất tiện lợi. Đấy, ngoài ra thì Nagakawa còn trang bị thêm cái hệ thống là lưới bảo vệ của dàn nóng, đấy, giúp chúng ta hạn chế trong quá trình sử dụng tay chân chúng ta chạm đây nên là gây móp dàn đấy. Đấy, rồi bên phía hông này của cục nóng thì cũng được trang bị là cái nắp ốp bảo vệ ống đồng này, bảo vệ cầu nối điện này, hạn chế trường hợp là trong quá trình sử dụng chuột bọ chui đây để cắn hoặc là làm gây hư hỏng điều hòa. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị cái bốn cái tấm đế cao su để giúp máy hoạt động êm ái hơn trong quá trình vận hành. Về bộ phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có là pin, điều khiển, sách hướng sử dụng và phiếu bảo hành. Tuy nhiên hiện nay thì Nagakawa đã trang bị hình thức là bảo hành điện tử cho máy
Do đó mà sau khi chúng ta lắp đặt xong, chúng ta nên yêu cầu các thợ lắp đặt hoặc là cái đại lý bán máy kích hoạt bảo hành luôn cho mình. Vừa rồi, Điện Máy Phúc Khánh đã cùng các bạn tìm hiểu về các thiết kế cũng như các tính năng công nghệ nổi bật của chiếc máy điều hòa Nagakawa LFC09R2H06. Hy vọng đã giúp quý khách có thể lựa chọn được một sản phẩm phù hợp cho gia đình nhà mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc là hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ hotline 0904 755 838, 0862 685 838 hoặc truy cập website điệnmayphucanh.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.